Dạ, xin chào bà cô chú anh chị và các bạn đến kênh Hương Quê. Dạ, hôm nay thì Nương thay mặt cho một người anh bên Mỹ là đến tặng quà cho ông ba dân lưới ở ngoài sông nha. Thì mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng vào trong nhà với Nương. Thì mình đem quà vô. Con. Dạ. Con mới tới ông ba bà ba ơi. Dạ. Đây. Bà ba qua đây ngồi luôn đi bà ba. Dạ. Lấy ra cho bút rửa lên con chút ngoài hai chân cá. Dạ. Mất đi. Dạ, bữa nay ông ba bà ba cũng khỏe không? Dạ. Cũng khỏe con. Dạ. Ngày đó lãnh một thuốc rồi. Mỹ làm gì Mỹ? Dạ. Nấu cơm. Nấu cơm. Em đang nấu cơm. Dạ. Làm gì cái gì? Hôm nay gặp con vui ha ông ba. Dạ gặp con là có tin vui đó ông ba. Dạ. Hôm nay có đi giăng lưới không ông ba? Giăng không có, ông ba nghĩ. Để đeo luôn mình giống quen nhiều mà. Dạ. Mà giăng không có cá con. Rồi bữa nay ông ba nghỉ luôn. Dạ. Sáng giăng đủ ăn. Chừa muối, chiên, với bà Út mến mới cho vài bốt nhai mớp. Qua ông ba giăng được 6 bảy con. Dạ. Để ăn luôn, bữa nay ông ba nghỉ luôn. Để cứ quăng được ba mấy nhà. Vậy là bữa chúng bữa hát hay bà ba? Bữa có, bữa không có. Bữa trước quăng được ba mấy ngàn. Năm nay cá không có rồi con ơi. Năm nay nước ít thôi bà. Con thấy nước ít chứ cả này nước mới quay rồi nên cũng chưa có cá nhiều. Con biết không, bị cá rồi vô gom nhút, cái là thuốc, sợ ăn hết. Rồi thuốc, giờ cá nó đẻ không kịp. Đó mà năm trước dằn có lý, bán trăm, trăm mấy. Năm nay ít cá hả? Dạ. Dạ, không có bán, cũng có ăn. Hôm nay con đến thăm ông ba với bà ba đó, rồi con thay mặt cho một người anh bên Mỹ là cũng rất là quý mến ông ba với bà ba luôn. Mình muốn tặng quà cho ông ba với bà ba để ăn uống hàng ngày nha ông ba. Cảm ơn con, cũng cảm ơn chú nước ngoài. Dạ. Cho ông ba gửi lời thăm chú bên Mỹ nha con. Mỹ dạ. Thì anh bên Mỹ là gửi tặng cho ông ba với bà ba là 20 kg gạo nha, với cái này là nước tương, dầu ăn với nước mắm để cho bà ba nấu ăn hàng ngày. Cảm ơn cháu nước Mỹ với cảm ơn hai cháu luôn. Chú cảm ơn chú ngoài Mỹ với hai con. Hai con. Dạ. Hai con rồi nhà cũng nước Mỹ rồi. Dạ. Có con mới có đem lên đây được cho bà sắm dùng bà sắm. Nói vậy chứ không phải vậy. Chú kia ưu tiên đi rồi tới cái con rồi cũng nhờ ông ba có cái gì cái đây chạy lên cũng nhờ con hai cháu nhà hai cháu trơn. Dạ. Nhờ chú nước ngoài nữa, nước Mỹ nữa. Dạ. Nhờ hết. Thì anh cũng rất là quý mến ông ba, thấy ông ba giăng lưới cực khổ ở ngoài sông để kiếm cá lo cho gia đình, lo cho cháu, nên là anh cũng muốn giúp đỡ ông ba với bà ba phần nào đó trong cuộc sống. Thì cái phần quà là 20 kg gạo với này đồ niêm gia vị thì anh cũng muốn gửi cho ông ba số tiền 800.000 nha. Dạ. Dạ, con gửi ông ba. Thằng cháu hết. Dạ. Hy vọng phần quà này giúp ông ba và ba phần nào đó để trang trải cuộc sống nha ông ba. Dạ thì anh ơi, hôm nay em cũng thay mặt anh là đến gửi tặng quà cho ông ba với bà ba là một phần quà 20 kg gạo với đường đêm gia vị với số tiền 800.000 thì em cũng trao cho ông ba với bà ba rồi. Em cũng cảm ơn tấm lòng anh bên Mỹ rất là nhiều đã quý mến giúp đỡ cho ông ba bà ba để trang trải cuộc sống. Thì em cũng chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc và cuộc sống luôn. Rồi con chúc ông ba bà ba có nhiều sức khỏe nha ông ba. Chúng bà cảm ơn hai con với chú ngoài nước Mỹ đó. Nhờ chú thương tình mà chú tặng tiền và ông ba sống được qua ngày. Dạ. Cũng nhờ cái chú nước Mỹ mà. Nước Mỹ với hai trước con. Trước sau với hai con, hai cha mẹ. Dạ. Ông ba bà ba được khỏe sống lâu chứ. Trăm tuổi. Không còn lo. Dạ. Lo cái cũng thấy bệnh đau còn này có đầy đủ thì nó đỡ, nó khỏe. Đỡ. Ông ba bà ba. Yeah. Cũng nhờ chú nước Mỹ ở ngoài cũng hỗ trợ vô cho ông ba bà ba chứ nhờ hai cháu con với đó anh em con. Dạ yeah, anh con. Dạ. Anh thấy còn trẻ lắm quá. Dạ. Thấy nhỏ nhỏ con rồi thấy coi không già á. Hôm nay nhận được quà vui hả bà ba? Vui mừng. Dạ. Cũng lâu được. Lâu.
Thì anh cũng rất quý mến ông ba, thì thôi con cũng chúc ông ba với ba có nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi con cũng thôi con xin phép con về. Thì hôm nay thì Nương cũng thay mặt anh bên Mỹ đến tặng quà cho ông ba với ba. Thì video của Nương cũng xin kết thúc tại đây. Và hẹn cả nhà video tiếp theo. Dạ xin chào. Chào.